MC 27, và cũng như những tình cảm mà MC 27 đã dành cho cô Lệ Chi. Vâng, kính thưa quý vị, trong ca khúc huyền thoại Mẹ của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn có viết: Mẹ là nước chứa chan cho dùng con phiền muộn, cho đời trong lành mẹ chìm dưới gian nan. Tình mẹ tình cảm bao la và thiêng liêng, mẹ luôn che chở và bảo vệ cho những đứa con thân yêu của mình. Thật đẹp biết bao khi trên đời còn có mẹ, được đắm chìm mình trong tình yêu bao la vô bờ bến. Nhưng cũng thật bất hạnh cho những ai đã đánh mất đi vốn thiêng liêng quý báu nhất trong cuộc đời, đó chính là mẹ. Chính vì thế, khi những ai đang hạnh phúc còn mẹ thì hãy biết trân quý và hãy nói với mẹ mình rằng: Mẹ ơi, con yêu mẹ rất nhiều. Vâng, và với chủ đề mẹ ngày hôm nay chắc hẳn không nói lên hết tình cảm bao la thiêng liêng của người mẹ, thế nhưng cũng phần nào đó khắc họa được tình cảm lớn lao luôn chăm lo cho những đứa con của mình. Vâng, và sau đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng lắng lòng mình lại để nghe đôi lời về mẹ qua phần thể hiện của MC Hiền Trâm. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Kính thưa quý vị thân mến, quý vị còn ở đó không ạ? À? Quý vị cho em xin cánh tay ạ. À? Mọi người ơi! Kính thưa quý vị thân mến, công cha như núi ngất trời, nghĩa mẹ như nước ngời ngời biển đông. Trong chúng ta, ai cũng có một ước mơ, một kỳ vọng, một điều hoài niệm. Nhưng trong chúng ta có ai biết rằng bản thân mình chính là tương lai của mẹ không ạ? À? Có bao giờ quý vị đã nói lời xin lỗi hay dám nói lời yêu thương với mẹ mình chưa ạ? Cho Trâm xin cái tay được không? Anh Lê Thắng, anh đã bao giờ nói với mẹ rằng: Mẹ ơi, con yêu mẹ mình? Chưa hả? Hay Trâm đang tìm kiếm một cánh tay nào đó đã từng nói lời xin lỗi mẹ? Chị Lê Phương, chị đã từng. Rất là ít cánh tay thưa quý vị. Khi nhỏ, khi chúng ta còn trong bụng mẹ, cho đến khi biết chạy nhảy nói cười, có bao giờ ta biết rằng mẹ đã bao đêm ròng thức trắng? Khi chúng ta có quần áo tinh tươm cùng bè bạn cấp sách đến trường, có bao giờ ta nghĩ đến người phụ nữ áo bạc sờn vai, ba tháng năm không dám nhìn vào gương vì sợ phải đối diện với những vết chai hằn trên gương mặt mình? Quý vị biết không, trong mỗi chúng ta ai cứ lây hoay tìm kiếm một điều gì đó cho tương lai mà quên mất rằng phía sau mình, nơi cuối con đường, vẫn còn có mẹ. Trong cuộc sống này, Hiền Trâm á, sống theo cái mong muốn, cái ước mơ làm hướng dẫn viên của mình từ sớm, rời xa Huế, cái thành phố mộng mơ đó, đến với cái thành phố đang sống Đà Nẵng làm hướng dẫn viên du lịch. Những lần về thăm mẹ cũng dần thưa thớt. Có lần em về thăm mẹ đã hơn nửa năm xa nhà, bất chợt đôi bàn tay mẹ không còn là bàn tay mềm mại nữa thưa quý vị. Hiền Trâm khóc và mẹ Hiền Trâm cũng khóc thưa quý vị. Thực sự trong mỗi chúng ta ai cũng có một khoảng riêng cho mẹ, nhưng chưa bao giờ nói với mẹ rằng: Mẹ ơi, con yêu mẹ nhiều lắm. Thời gian đi qua, ai rồi cũng trưởng thành và bước đi. Nhưng xin hãy nhớ rằng phía sau mình lúc nào cũng còn có mẹ. Để bất giác quay đầu, mẹ vẫn mãi ở bên cạnh chúng ta. Quý vị thân mến, ở cái thành phố xa lạ này, Hiền Trâm mua một ly trà sữa mấy chục ngàn đồng. Mẹ Hiền Trâm bán hàng rong ở chợ Đông Ba, chắc chiêu từng đồng lẻ để mua cho con gái mình, nuôi cho cô lớn hơn bằng người. Nhưng khi lớn lên rồi, chưa bao giờ trở về quê hương để nói lời yêu với mẹ thưa quý vị. Cuộc sống thực sự rất là khắc nghiệt với cái cô gái bé nhỏ này. Nhưng mà tôi khuyên quý vị, có thời gian hãy nhấc máy lên gọi mẹ và nói với mẹ: Mẹ ơi, con yêu mẹ.
để tận bao giờ đi qua thời gian với những niềm tiếc nuối giá như. Có bao giờ quý vị dùng chữ giá như để ví von tình cảm của mình với một người thân yêu như cha như mẹ mình không ạ? Đừng bao giờ dùng chữ giá như. Giá như ta đã yêu thương mẹ nhiều hơn, giá như ta đã dành trọn thời gian cho mẹ, hay giá như ta đã dành nhiều thời gian hơn cho mẹ. Nhưng tất thảy mỗi chữ giá như này đều là vô nghĩa. Dẫu biết rằng lá rơi rồi cũng rụng về cội, nhưng xin hãy nhớ, đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ. Vậy nên khi còn có thể, quý vị hãy nhấc điện thoại lên và gọi cho mẹ để nói với mẹ rằng: mẹ ơi, con yêu mẹ nhiều lắm. Quý vị thân mến, quý vị đã nhấc máy lên và nói với mẹ rằng: mẹ ơi, con yêu mẹ. Xin cảm ơn quý vị rất là nhiều. Đây là câu chuyện Hiền Trâm chia sẻ thực tế về bản thân mình. Hiện tại Hiền Trâm là hướng dẫn viên du lịch, đến với khóa MC28 này gặt hái rất là nhiều kinh nghiệm, nhiều cái bài học đến từ Rồng Tiên Sa. Và Hiền Trâm cũng xin chúc cho công ty cổ phần Rồng Tiên Sa sẽ ngày một nhiều học viên hơn nữa, càng phát triển dài lâu hơn nữa. Xin chúc mừng ạ.